Xin kính chào Hội Thánh Chúa. Cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay là ngày Thánh Nhật và Chúa cho tất cả con dân Chúa được đến đền thờ thờ phượng Chúa. Tôi rất là vui mừng, cảm tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn ông bà mục sư tổng quản nhiệm ban trị sự Hội Thánh Phú Nhuận cho tôi có cơ hội để được hầu việc Chúa buổi sáng hôm nay với Hội Thánh. Nguyện xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta được ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã có một cái Tết thật là vui, được đi thăm viếng, được đi cùng nhau sum họp với gia đình và chúng ta được bình an để hôm nay được ngồi đây để cùng nhau thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Theo cái lịch của Hội Thánh Phúc Âm Phú Nhuận thì Hội Thánh đang học tới Luca đoạn 18. Và khi mà đọc Luca đoạn 18 thì tôi nghĩ rằng khi có hai cái ẩn dụ mà đầu tiên chúng ta tôi khi nhìn vào đó thì tôi thấy Chúa dạy hai ẩn dụ này đều về sự cầu nguyện, và cái hai cái yếu tố trong cái sự cầu nguyện này đó là kiên trì và khiêm nhường. Kiên trì cầu nguyện, khiêm nhường cầu nguyện. Tôi nghĩ cũng là những ngày hôm nay thì cũng còn những ngày đầu năm, và tôi nghĩ trong những ngày vừa rồi, những ngày Tết vừa rồi đó, thì chúng ta cũng cầu nguyện với Chúa nhiều điều lắm, cầu nguyện nhiều điều cho cái năm mới này nhiều lắm. Thì chúng ta sẽ cùng học với nhau về cái hai ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Ngài và cũng cho như chúng ta là ngày hôm nay để cùng học với nhau. Xin kính mời quý Hội Thánh cùng mở ra trong Luca đoạn 18 từ câu 1 đến câu 14. Kính thưa Hội Thánh, khi mà nhìn vào câu 1 thì chúng ta thấy đây là Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ một cái ẩn dụ để tỏ ra cho họ biết rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Có một cái số bản dịch khác thì nói là đừng có nản chí, đừng có ngã lòng, phải cầu nguyện luôn. Chúa Giêsu là đáng biết rõ hết mọi sự. Nhiều khi chúng ta có những lúc chúng ta mệt mỏi, nản lòng, Chúa biết hết. Và Chúa dạy chúng ta là đừng có mệt mỏi, nản lòng. Và câu gốc mà chúng ta cùng học với nhau buổi sáng hôm nay đó là ở trong Luca đoạn 18 câu 7. Tôi xin phép được đọc. Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lại sự công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được làm môn đồ của Chúa, được Ngài dạy dỗ. Trong thời giờ sáng hôm nay, chúng con cùng nhóm nhau lại thờ phượng Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con, hiện diện giữa vòng chúng con, cho mỗi người chúng con đều nhận được sự dạy dỗ của Chúa và cho chúng con bước đi trong sự dạy dỗ của Ngài. Kiên trì, khiêm nhường, cầu nguyện với Ngài. Con cảm ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta thấy ở trong trên này, cái ví dụ đầu tiên đó, từ câu 2 đến câu 8, Chúa Giêsu đã dạy về một cái ví dụ đó là phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng ta thấy Chúa nói như thế nào? Trong một thành kia có một quan án mà lại quan án này lại không có kính sợ Chúa, cũng không có vị nể ai hết. Như vậy cái ông quan án này, ông coi trời bằng vung thôi, không có sợ trời mà cũng chẳng có quan tâm tới người, không nể có người nào hết. Trời, Đức Chúa Trời không có một cái chỗ nào trong suy nghĩ của ông. Chúng ta là những người đi theo Chúa, tin theo Chúa thì chúng ta biết có 10 điều răn, đó là luật pháp của Chúa. Và Chúa Giêsu đã tóm tắt lại hai điều là kính Chúa và yêu người. Mà ông quan án này thì như vậy, ông quan án không có kính Chúa và cũng chẳng có yêu người. Ông là một vị quan án không công bình. Ông chỉ nghĩ đến bản thân của ông mà thôi. Cho nên
chúng ta thấy ở đây trong cái thành này đó thì cũng có một bà quá nữa. Chúng ta biết một quá phụ thì như thế nào rồi hả? Bà quá thì đang ở trong cái cảnh đó là có đang bị ức hiếp, có ai đó chống nghịch bà, hay là bà bị cái vấn đề gì đó, nhưng mà bà đến và kêu xin quan án xét xử. Cái người quá phụ này là thuộc cái thành phần yếu thế trong xã hội. Chúng ta biết cái người cô thân cô thế thì thường là bị ức hiếp rồi, và nhất là trong ngày xưa đó, trong cái văn hóa của người Á Đông đó thì người ta xem thường phụ nữ lắm. Người ta tôn trọng đàn ông chứ người ta coi thường phụ nữ, cho nên mới có câu là nam nhi chi chí mà nữ nhi là thường tình. Họ không có coi phụ nữ là ra gì hết. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây bà này chẳng những là phụ nữ nữa mà là người cô thế, có ở trong cái hoàn cảnh là bà là một bà quá, và trong ngày xưa người đàn bà quá cũng khó có thể đến tòa án được nữa. Cho nên chúng ta thấy bà rất ở trong hoàn cảnh rất là khốn cùng. Bà không có tiền của để có thể đút lót, cũng không có cái vị trí, cái vai trò, cái địa vị nào trong xã hội, không quen biết ai để nhờ giúp đỡ. Bà ở trong cái cảnh rất là khó. Và bây giờ cái điều bà có chỉ là một thứ duy nhất thôi, đó là sự kiên trì. Và bà cứ kiên trì đến với quan án để kêu xin ông giúp đỡ. Ông quan án này là ông không thèm quan tâm tới bà này rồi, bà này đâu có cái gì để mà có lợi cho ông để mà ông giúp đỡ. Nhưng mà vì bà cứ đến mãi cho nên ông mới nghĩ trong lòng tự nhủ rằng thôi thì bà đi xét cho cái mụ này, xét công bình cho cái mụ này cho rồi. Vì dù ta không có sợ trời cũng chẳng nể người, nhưng vì mụ quá này cứ quấy rầy ta mãi nên ta xét lẽ công bình cho mụ để mụ đừng quấy rầy ta nữa. Cái đây là ở trong cái bản dịch mới tôi đọc, và tôi thấy ông quan tòa này coi cái bà quá không ra gì hết, nhưng mà vì bà kiên trì cho nên ông đã xét lẽ công bình cho bà. Nhưng mà chúng ta thấy cái lý do mà ông quan tòa xét là cũng chỉ vì bản thân ông thôi, vì ông ích kỷ, ông chỉ muốn là ông được khỏi bị quấy rầy nữa thôi. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy là trong cái câu 7 và cái câu chúng ta là câu gốc của bài chia sẻ hôm nay đó, thì chúng ta thấy như vậy thì lẽ nào Đức Chúa Trời là chẳng xét xử công bình cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài. Thưa quý hội thánh, ở đây không phải là so sánh giữa một ông quan án công bình, không phải chúng ta cứ đến kêu nài, kêu van, quấy rồi ra rối mà được Chúa xét xử công bình. Không phải so sánh giữa Đức Chúa Trời và ông quan án này. Nhưng mà ở đây Chúa muốn cho chúng ta thấy một cái sự tương phản. Ví dụ giống như một bức tranh đó, nó có nhiều màu, có màu trắng, có màu đen, nó có màu trắng ra, nó tương phản, nó rõ ràng ra. Chúng ta thấy như thế nào? Sự tương phản giữa Đức Chúa Trời công bình và ông quan án không công bình là cái gì? Quan án này có một cái đầu lạnh, có một cái tấm lòng lạnh, trái tim lạnh. Còn Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng yêu thương, đầy lòng yêu thương. Và cái tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chúng ta gì? Tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều biết Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Chúng ta biết rõ lắm. Rồi Chúa, tình thương của Chúa thì không có chia sánh nổi, không chia sánh nổi với tình thương của Chúa. Cái người ông quan tòa này, ông không có quan tâm tới cái nỗi khốn khổ của bà quá. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì lại quan tâm đến. Chúng ta nhớ ở trong Thi Thiên đoạn 68, câu 5 đó, thì nói là Đức Chúa Trời là cha của kẻ mồ côi và quan án của người quá bụa. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta có được địa vị là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng khi mà hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy là
người đàn bà quá thì khó, không có thể đến cùng cái trước quan tòa, nhưng mà con cái của Chúa thì dễ dàng để đến trước ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời. Nếu mà về nhà có thời gian, chúng ta mở ra trong Hebrew đoạn 4 câu 16, chúng ta sẽ thấy bất cứ người nào là con của Chúa cũng đều được đến trước ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời hết. Tôi muốn sáng hôm nay thì thấy quý bà, quý cô lên hát, thì tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái vai trò của người phụ nữ không được tôn trọng. Chúng ta những người phụ nữ Hờ Mông ngày xưa thì chỉ ở trong nhà thôi, đi chợ, thậm chí đi chợ thì cũng là người đàn ông đi chợ, nấu ăn thì cũng người đàn ông, họ đi ra ngồi họ ăn được tô phở, họ biết thức ăn như thế nào họ mới nấu ăn, còn người phụ nữ là không có gì hết. Nhưng mà khi mà chúng ta tin Chúa thì đời sống thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ có thể hướng dẫn chương trình. Tôi thấy các chị em đánh chơi những cái sử dụng những cái nhạc cụ để mà tôn vinh Chúa. Rồi ở đây có một cô là cũng đã từng chia sẻ lời Chúa, mà khi mà tôi lên tôi nghe cô chia sẻ rất là mạnh mẽ ở Đắk Nông, trong cái chương trình mà Bùi Linh phụ nữ đó, thì phụ nữ làm được mọi thứ hết. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta được làm con của Chúa đó, thì chúng ta thấy thật là phước hạnh vô cùng. Chúng ta không còn giống như là cái người đàn bà quá cô, thân cô thế, không có cái gì hết để phải tới nài nỉ kêu xin ông quan án. Nhưng mà chúng ta là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là công dân của Thiên Quốc, chúng ta là con của vua muôn vua, Chúa của muôn Chúa. Chúng ta được che chở, được bảo vệ bởi một vị vua công bình, công minh đời đời luôn. Rồi chúng ta được gọi vị vua ấy bằng cha, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào. Bây giờ từ sáng sớm mình có đến với Chúa cũng vẫn được, mà lúc đêm khuya đến với Chúa cũng được, trong giờ hành chánh đến với Chúa cũng được, mà ngoài giờ hành chánh đến với Chúa cũng được. Bây giờ chúng ta đang ở dưới thành phố này, nó sôi động, ồn ào, náo nhiệt, nhiều người, mình đến cầu nguyện với Chúa, Chúa vẫn lắng nghe. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong rừng núi, một mình chúng ta hoang vắng, chúng ta cầu nguyện thì Chúa vẫn nghe. Lúc nào Chúa cũng nghe, khi nào Chúa cũng nghe chúng ta cầu nguyện với Chúa hết. Cho nên lời Chúa phán ở trong Philip đoạn 4 câu 6 như thế nào? Chúng ta có Chúa không có gì phải lo hết, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự thì cứ dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà cầu xin Đức Chúa Trời, và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ. Mục đích Chúa dạy cái ẩn dụ này là để dạy chúng ta bền lòng cầu nguyện. Nhưng mà làm sao để bền lòng cầu nguyện đây? Bền lòng cầu nguyện là khi chúng ta nhận biết Chúa của chúng ta là ai. Chứ nhiều khi chúng ta không nhận biết, chúng ta cầu nguyện lơ mơ, chúng ta nói rồi cái nó dẫn chúng ta đi đâu, nghĩ tới cái việc gì, chứ không còn nghĩ đến cái đấng mà chúng ta cầu nguyện nữa. Cho nên xin Chúa nhắc nhở giúp đỡ chúng ta, cho chúng ta biết người cha của chúng ta ở trên trời luôn yêu thương chúng ta, luôn muốn chúng ta đến cầu nguyện với Ngài. Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa đó. Cầu nguyện là có hơi thở thuộc linh. Chúng ta cầu nguyện thì cái đời sống tâm linh của chúng ta được sống động, được vững vàng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ, nhắc nhở chúng ta để chúng ta kiên trì trong đời sống cầu nguyện, hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện với cái sự tin cậy. Rồi trong cái ẩn dụ thứ hai, từ câu 9 đến câu 14 thì Chúa dạy chúng ta phải có cái thái độ khiêm nhường khi cầu nguyện với Chúa. Cái câu chuyện này cho thấy hai hình ảnh của hai người cùng lên đền thờ cầu nguyện. Nhưng mà cái này nó cũng trái ngược hẳn, cũng tương phản hẳn luôn. Người Pharisee cầu nguyện như thế nào? Cái người Pharisee thì chúng ta biết là một là những người có địa vị trong xã hội, trong tôn giáo thời bấy giờ, là người mà được dân chúng tôn trọng. Khi mà lên đền thờ cầu nguyện thì ông đứng và ông cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, con tạ cảm tạ Ngài vì con không như những người khác. Con không tham lam, con không bất nghĩa, con không có
gian dâm. Rồi ông nhìn qua cái ông người thu thuế đang đứng đó, ông mới nói con cũng không có giống như cái người thu thuế này. Con dâng cho Chúa là 1/10 tất cả các cái lợi tức của con. Con kiêng ăn 1 tuần 2 lần, tức là quá là hoàn hảo rồi. Con làm được những điều đó, con làm. Cho nên cái đây là lời cầu nguyện. Ông chỉ nói đến cái tôi của ông, đưa cái tôi của mình lên. Tôi và tôi làm được. Đầu tiên chúng ta thấy ông cũng cảm tạ Chúa đó, nhưng mà ông nghĩ những điều đó là do ông làm được. Ông đây không phải là một lời cầu nguyện. Chúng ta thấy cái lời cầu nguyện là khi mà tôn cao Chúa, thấy được chính mình. Mình, con người mình có nhiều điều bất toàn lắm. Không có ai hoàn hảo hết. Nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo hết. Cho nên ông không thấy được cái con người của ông. Ông cũng có tội chứ. Đức Chúa Trời lớn toàn tri, Ngài biết mà. Thấy ông kiêu ngạo không? Có kiêu ngạo, phải không? Ông có khinh thường người khác không? Có khinh thường người khác. Cho nên chúng ta phải luôn đến với Chúa. Khi mà đến với Chúa, chúng ta phải biết rõ, biết Chúa là ai. Lời Chúa nói rất là rõ là sự kiêu ngạo đi trước thì sự bại hoại theo sau, tánh tự cao đi sự sa ngã. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Và ông người Pharisee này, ông không ý thức về các tội lỗi của ông. Ông cũng không nhận ra là mình là người có tội. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của tiên tri Ê-sai không? Tiên tri Ê-sai là một tiên tri. Thế nhưng mà khi mà ông đứng trước đền thờ của Chúa ở trong tiên Ê-sai đoạn 6 đó, ông đứng được, ông thấy Chúa và ông thấy cái sự vinh hiển của Chúa. Thì ông nói như thế nào? Khốn nạn cho tôi, vì tôi là một người có môi dơ dái. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái sự hiện diện của Chúa, thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Ông, cái người Pharisee này, ông đặt cái tiêu chuẩn của ông, chứ không phải ông đặt mình trong tiêu chuẩn của Chúa. Ông nhìn vào Chúa để mà ông so sánh với chính mình. Hồi nãy một sư tổng quản nhiệm có nói Chúa Giêsu khiêm nhường. Không có ai mà khiêm nhường như Chúa Giêsu, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Còn chúng ta suy nghĩ lại mình như thế nào. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta có một đời sống khiêm nhường. Chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô trong cái thư Philip, ông nói như thế nào? Ông nói là tôi được như vậy, tức là ngày hôm nay ông Phao-lô được như vậy, được hầu việc Chúa, được sống trong sự công chính, đó là như thế nào? Tôi được như vậy không phải là nhờ sự công chính của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin nơi Đấng Christ, là sự công chính đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Cho nên chúng ta, tất cả chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được xưng là công bình. Những bài hát cho chúng ta, hồi nãy chúng ta cùng ca ngợi Chúa, thấy dòng huyết của Chúa bôi xóa tội lỗi chúng ta. Chúng ta không có xứng đáng, nhưng mà chúng ta được Chúa kể là công bình, được Chúa kể là các thánh đồ. Chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cho những điều đó không phải do chúng ta làm được, không phải do công đức của chúng ta đâu, không phải. Nhưng mà do chính Chúa, do chính cái sự thương xót của Chúa, do ân điển của Chúa dành cho chúng ta mà thôi. Cho nên dù chúng ta là ai, dù chúng ta là ai, dù chúng ta là những người có chức sắc, có trong trong hàng giáo phẩm, dù chúng ta là một sư truyền đạo, dù chúng ta là những người dâng hiến thật là nhiều cho công việc Chúa đi nữa, thì chúng ta cũng phải nhận biết, nhớ, luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng chí cao, Ngài biết hết mọi sự. Ngài cũng là Đấng chí cận ở trong chúng ta, ở bên chúng ta. Ngài là Đấng siêu việt, Ngài làm được mọi sự. Ngài cũng là Đấng nội tại hiện ở. Ngài là Đấng mà chúng ta tất cả mọi đội gối trên trời dưới đất và bên dưới đất thảy đều phải quỳ xuống trước mặt Ngài hết. Cho nên xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Ông Giăng Báp-tít, ông đã khiêm nhường đến điều ông nói rằng Ngài phải dấy lên, còn tôi phải hạ xuống, tôi không xứng đáng mở dây dài của Ngài nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Rồi chúng ta thấy một hình ảnh, đó là cái hình ảnh của người thu thuế, trái ngược với người Pharisee. Người thu thuế thì thời đó bị dân chúng xem thường vì làm việc cho đế quốc La Mã. Dân chúng không có ưa người thu thuế vì nghĩ rằng họ tham lam, gian dối.
và thu quá cái mức quy định, cho nên người thu thuế đến đền thờ đứng xa xa, không có dám ngước nhìn lên nữa. Và ông đấm ngực vì ông thấy mình là người có tội, đấm ngực ông nói: lại Chúa, xin thương xót lấy con vì con là một tội nhân. Ông nhận biết chính mình, nhận biết những tội lỗi của mình, và ông cũng nhận biết Đức Chúa Trời là đấng thương xót, tha thứ, có quyền tha thứ. Ông cầu xin Chúa và Đức Chúa Trời đã nghe, đã thấy từ trong lòng của ông và thấy cái sự thành tâm nhận lỗi của người thu thuế và cái sự khiêm nhường, cái sự thành tâm, cái sự chân thành đó đã được Đức Chúa Trời Ngài tha thứ. Và lòng ăn năn thống hối thì Chúa không hề khinh dễ. Mình nhớ trong Thi Thiên 51, Chúa nói, David đã nói như thế nào: lòng ăn năn thống hối Chúa không hề khinh dễ đâu. Cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, bước vào trong sự thánh khiết của Chúa, người thu thuế thấy rõ được sự thánh khiết của Chúa và thấy ông thấy không xứng đáng gì hết. Ông cầu nguyện xin Chúa tha thứ, Chúa yêu thương, Chúa thương xót, Chúa tha thứ cho ông. Và khi ông trở về nhà thì Chúa nói là người này trở về nhà sẽ được xưng là công bình. Có phải vì ông công bình không? Không phải. Nhưng vì ông tin nhận Chúa, ông mặc lấy cái sự công bình Chúa ban cho và ông sống bước theo Chúa, để theo Chúa, để nhờ cậy Chúa mỗi ngày, để đời sống được ở trong cái sự công bình, công chính của Chúa ban cho. Chúng cảm ơn Chúa vì chúng ta, Chúa dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường để nhận được ơn thương xót tha thứ của Ngài. Trong Ê-sai đoạn 57 câu 15 nói như thế này: Chúa là đấng ngự trong nơi cao và thánh, nhưng cũng ở với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Xin Chúa thương xót giúp đỡ chúng ta mỗi ngày để thấy được địa vị của chúng ta, thấy được sự cao cả, thánh khiết của Chúa, nhận biết Chúa và sống khiêm nhường đẹp lòng Chúa. Rồi chúng ta thấy cái kết quả của hai cái ẩn dụ này rất là rõ rồi ha. Chúng ta ẩn dụ thứ nhất thì bà quá nhờ kiên trì mà đã nhận được tốt đẹp, đã sự được sự công bình. Rồi như vậy Chúa dạy chúng ta là phải kiên trì trong sự cầu nguyện, và chúng ta biết cha của chúng ta là ai, đấng quyền năng, đấng yêu thương như thế nào để chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện. Rồi trong cái ẩn dụ thứ hai thì chúng ta thấy kết quả giữa cái người Pharisee và người thu thuế. Và chúng ta cũng đã nhận biết là cái người thu thuế khi mà trở về thì được như được xưng là công bình, còn người Pharisee thì vẫn là người có tội, chưa được xưng công bình. Do như vậy thì chúng ta thấy cái câu cuối cùng, câu 14 ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh này, nói Chúa nói nè: vì ai tự tôn cao thì sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được tôn cao. Xin Chúa giúp cho chúng ta cứ sống trong cái sự cầu nguyện, trong sự kiên trì, trong sự khiêm nhường. Cầu nguyện không phải là cầu cứu, không phải là khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta đi kêu cứu rồi hết khó khăn là chúng ta không còn cầu nguyện nữa. Không phải như vậy. Cầu nguyện thì chúng ta phải có cái sự tương giao đó, có cái sự giao thông với Đức Chúa Trời là cha của chúng ta mà. Và cha mẹ thì luôn muốn con cái nói chuyện với mình. Cầu nguyện là nói chuyện với cha của chúng ta ở trên trời. Thì cha mẹ muốn con cái gần gũi, muốn con cái nói chuyện, thì Chúa cũng vậy thôi. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa muốn chúng ta gần gũi Chúa, thì Chúa nhắc nhở chúng ta là kiên trì để mà cầu nguyện. Và chúng ta kiên trì khi chúng ta biết được tình thương của Chúa, biết được Chúa có thể giải quyết được mọi sự, chúng ta kiên trì để cầu nguyện với Ngài. Và chúng ta khi mà chúng ta kiên trì cầu nguyện thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Có những điều cầu nguyện thì Chúa đáp ứng ngay lập tức, như trong Luca đoạn 17 đó, thì 10 phun cầu nguyện với Chúa, kêu xin Chúa thì Chúa chữa lành liền. Rồi cũng có nhiều những cái điều cầu nguyện mà Chúa đáp lời ngay lập tức, như là cái ông Mueller cầu nguyện nuôi 300 cô nhi, cầu nguyện Chúa cho có cái bữa sáng không có đồ ăn, ngồi vô cầu nguyện thì Chúa cho người bánh mì, đem bánh mì, bán bánh mì đến mì tới, cái xe sữa tự nhiên nó hư giữa đường, ngay
ở trước cái cổng của cô Nhi thì đem cho có sữa của cô Nhi uống. Có những cầu nguyện, lời cầu nguyện mà có được ngay lập tức, nhưng mà cũng có những cái lời cầu nguyện mà phải chờ đợi. Phải chờ đợi. Hồi sáng mình nghe ông mục sư tổng quản nhiệm nói trong cái giờ cầu thai đó, không hiểu tại sao chúng ta cứ cầu nguyện cho ở tại Nghệ An, ở tại Quế Phong, ở tại Tuyên Dương, ở tại Kỳ Sơn cầu nguyện, và tuần nào thì ông mục sư, cái lòng của ông mục sư cũng trăn trở, cũng muốn xin Chúa giúp giải quyết vấn đề này. Nhưng mà Chúa vẫn cứ để được thời gian kéo dài như vậy. Nhưng mà cái lý do đó thì không phải là Chúa quen chúng ta đâu, Chúa không có quen chúng ta. Chắc chắn là chúng ta ai cũng biết như vậy, nhưng mà Chúa biết cái thời điểm nào tốt đẹp nhất để Chúa làm thành cái lời chúng ta cầu xin. Và Truyền Đạo đoạn 3 câu 11 nhắc nhở chúng ta rằng mọi việc Đức Chúa Trời đã làm đều là tốt đẹp trong thời điểm của nó. Đến thời điểm thì Chúa sẽ làm thôi. Chắc có lẽ chúng ta đã từng cầu nguyện cho những người trong gia tộc của mình, trong bà con của mình tin Chúa, nhưng mà mình thấy dường như là mình không có Chúa, rất là không có trả lời gì hết. Nhưng mà chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện. Tôi có một người bạn, bà ngoại của bạn đó cứ cầu nguyện cho bạn đó, cầu nguyện để bạn đó tin Chúa. Nhưng mà đến khi bà ngoại qua đời, bạn đó cũng không có tin Chúa. Nhưng mà sau này thì bạn đó lại là tin Chúa, và tin Chúa rất là mạnh mẽ luôn. Tin Chúa mạnh mẽ mà bây giờ là kết quả cho nhà Chúa nữa. Tôi nghĩ là trên thiên đàng bà ngoại rất là vui luôn, rất là mừng luôn. Và cái lời cầu nguyện đó, Chúa biết đúng thời điểm tốt đẹp, Chúa có chương trình tốt đẹp, và Chúa đáp lời cầu nguyện. Và cũng có những cái lời cầu nguyện Chúa không có nhận lời. Chúa trả lời là không. Cứ việc này xảy đến gặp khó khăn, việc kia xảy đến gặp khó khăn. Chúng ta tự hỏi tại sao như vậy Chúa? Tại sao con cầu nguyện, con thấy là con cần cái đó, con muốn cái đó, và nếu có cái đó là rất là tốt, tại sao như vậy? Nhưng mà sau một thời gian nhìn lại thì chúng ta thấy ô, Chúa không cho lại là phước, Chúa không cho lại là tốt. Có những điều Chúa biết trước, Chúa biết trước việc đó không có tốt, và Chúa không cho, bởi vì Chúa là đấng toàn năng mà, Chúa biết mọi sự. Cho nên Chúa có những điều mà Chúa không cho thì chúng ta cũng cần vui lòng chấp nhận và tin cậy nơi Chúa, cứ kiên trì trong sự cầu nguyện, khiêm nhường trong sự cầu nguyện. Một người hầu việc Chúa rất được mọi người tôn trọng, và họ gọi ông là Thánh Pio. Thì có một nhà ngoại giao đã hỏi ông là tại sao ông cứ cầu nguyện kiên trì như vậy. Thì ông Thánh Pio này, ông mới nói là một nhà ngoại giao hỏi tôi, ông được gì khi ngày nào cũng kiên trì cầu nguyện với Chúa như thế? Và tôi thành thật trả lời, thường thì tôi chẳng giành được gì cả, mà thực sự mất đi nhiều thứ. Tôi mất đi lòng tự cao, tôi mất đi tính kiêu ngạo, tôi mất đi sự tham lam, tôi mất đi cái thói gian dối, tôi mất đi tính khoe khoang, tôi mất đi tật xét đoán, tôi mất đi lòng ghen ghét hờn giận, tôi mất đi sự chán nản, thất vọng và hèn nhát. Đôi khi chúng ta cầu nguyện kiên trì không phải là để lấy được một điều gì, nhưng mà mất những cái điều xấu xa, những điều bất toàn trong đời sống của chúng ta, để chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa với chúng ta hơn. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự kiên trì, sự khiêm nhường. Nguyện lời Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta khiêm cung đến với Chúa, bền đổ đến với Chúa trong sự cầu nguyện, ở trong sự hiện diện, cầu nguyện trong sự hiện diện của Chúa, để chúng ta nhận được phước hạnh, nhận được kết quả mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta luôn thỏa lòng, luôn vui thỏa vì đời chúng ta có Chúa, chúng ta được đến với Chúa, được tương giao với Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, những điều mà chúng ta đã nêu ra cầu xin đó, cầu xin cho gia đình mình, cho bản thân mình, cho hội thánh của chúng ta, cho gia tộc của chúng ta, cho các anh em cùng đức tin của chúng ta, cho hòa bình trên thế giới. Những điều mà chúng ta cầu xin trong những ngày đầu năm thì chúng xin Chúa nhắc nhở và cho chúng ta cứ kiên trì cầu nguyện, và cầu nguyện với sự khiêm nhường. Nguyện Chúa giúp đỡ và chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Cha của chúng ta trên trời. Amen. Xin kính mời hội thánh đứng lên cầu nguyện, và xin kính mời ông mục sư tổng quản nhiệm cầu nguyện.
là chiều dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về bài học mà Ngài ban cho chúng con về sự kiên trì trong sự cầu nguyện. Điều này dạy dỗ con rất là nhiều để con kiên trì nhiều hơn trong sự cầu nguyện cho anh em con ở tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Và hỡi Chúa cho con đến với Ngài với tất cả lòng khiêm cung, vì chỉ có sự khiêm nhường thì Chúa mới nhậm lời cầu nguyện mà thôi. Chúng con hoàn toàn gieo mình xuống cái chân của Chúa để cầu xin sự trả lời của Ngài, yên lặng tha thiết chờ đợi sự trả lời của Chúa. Và Chúa ơi, chúng con không biết đường lối của Ngài, vì đường lối của Ngài là cao siêu hơn chúng con. Cho nên chúng con khiêm nhường, đừng trách móc, đừng than thở khi Chúa chưa trả lời, vì Ngài có chương trình tốt nhất chúng con. Chúng con khiêm nhường để đến chỗ vâng phục trọn vẹn ý chỉ của Chúa qua đời sống của chúng con. Lạy Cha, xin giúp đỡ mỗi chúng con trong ơn của Ngài, để chúng con học tập kiên trì cầu nguyện, khiêm nhường trong khi cầu nguyện để được Chúa nhận lời của chúng con. Chúng con cảm ơn Cha và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.